của mấy anh em. Mấy anh em cơ à? Tức là các anh có mấy người cùng chung trong bộ sưu tập này? Của anh thì tại bây giờ có 5 người. Dạ. Ừ, 5 vâng. anh em chung trong bộ sưu tập này. Và các anh bắt đầu sưu tập từ bao lâu ạ? Của anh bắt đầu sưu tập được 4-5 năm nay rồi. Ừ, và số lượng các cái chủng loại cây xương rồng thì hiện nay là chúng ta đang có bao nhiêu loại? Cái này thì hiện tại thì ở khu bảo tồn của anh không đếm được hết. Không đếm được rất nhiều. À, tức là các anh có hẳn một khu bảo tồn để một khu bảo tồn. Mọi người có thể vào tham quan và khám phá những loại cây xương rồng. Ừ, nhưng mà trước đó thì chúng tôi rất là tò mò tại sao là hai vị khách mời đã lựa chọn những cái giống xương rồng này để mang tới đây cho quý vị khán giả xem. Hãy giới thiệu một chút về những cái giống cây mà các anh đã lựa chọn ạ. Những cái giống cây này là những cái giống cây đang gọi là đặc sắc nhất và là những cái sản phẩm và thành quả của mấy anh em tạo ra. Tạo ra? Đúng rồi. Vâng. Đây là những sản phẩm thành quả mấy anh em là... Hãy tạo ra. Gọi nói gì ạ? Đây là tên của nó là gì ạ? Cái này thì là... Cái này chắc là phải sự vượt vào anh Cương. Thì anh Cương đang có hơn 30 năm trong nghề và đi chuyên sâu vào cây. Vâng, chúng ta có thể di chuyển ra đây, anh có thể đứng đây và giới thiệu một chút. Anh Cương có thể giới thiệu anh Cương ạ. Một chút về khán giả của Cà Phê Sáng. Chúng ta có thể đi ra đây và giới thiệu một chút ạ. Chúng tôi muốn giới thiệu đấy. Mình quay về đây để cho khán giả có thể nhìn thấy. Vâng, xin mời. Chúng tôi muốn giới thiệu đến mọi người là những cái phong cách trồng xương rồng theo những cái kiểu nó bán hoang dã, nó hoang dã. Vâng. Thì trên đó nó là những cái gì, nó là đá, nó là những cái đĩa này. Thế đặc sự đặc sắc của những cái cây này nó là nó không trồng xương rồng theo kiểu sưu tầm mà nó là để dùng để tạo nên một cái tiểu cảnh xương rồng cho mọi người nhìn nó thay đổi. Vâng. Thay đổi cách trồng bằng những cái đĩa cây rất mỏng. Vâng. Những cái cách những cái chậu cây mỏng mà cây vẫn sống tốt vẫn để khẳng định với mọi người là cái sự trường tồn của xương rồng với cái cách trồng của người Việt Nam mình. Được kiểu bonsai đấy đúng không? Tức là hoàn toàn có thể bày ở trong nhà ở một góc nào đấy rất đẹp. Ở đây có rất là nhiều những cái hình ảnh về những cây xương rồng mà các anh thậm chí đã sắp đặt nó đúng không? Để đúng tạo rồi. Ra những cái kiểu dáng rồi là những cái cách bố cục khác nhau rất ấn tượng. Đúng thế. Thế thì trên mình có những cây xương rồng rất đặc biệt. Đây là một cái cây xương rồng mà nó nhỏ nhỏ bé xinh xinh như những viên kẹo đây. Thế thì chúng tôi gọi là viên kẹo. Còn thực ra tên của nó là xương rồng của một cái giống xuất xứ từ Nhật Bản ấy. Tuy nhiên nếu mà mình nói tên khoa học thì nó sẽ rất là dài. Rất là đúng không? Và khó nhớ. Đây là xương rồng Nhật này, đúng không? Xương rồng Nhật Bản hay còn ở đây gọi là xương rồng kẹo. Vianovichi. Thế thì cái này nó có giống với cái mà anh đang cầm trên tay không anh? Cái này cũng giống như vậy. Thế nhưng mà thậm chí có những cái cây xương rồng mà em tưởng là xương rồng thì phải có những gai ấy. Thì có những cái cây xương rồng mà trông nó rất là mềm mại, giống như cái cây đó ở ngay gần Đức Bảo đấy đúng không ạ? Đây. Vâng. Đây thực là những cái dòng xương rồng mà gọi là Euphorbia. Thế trong những cái xương rồng kiểu như thế này là những cây nó có những cái đặc điểm riêng của nó cùng một cái thể loại sống với sa mạc. Vâng. Nhưng mà nó lại không có gai. Có lá này. Dạ. Đúng không? Tức là cái hình dạng lá của nó rõ ràng hơn. Đấy. Chứ không phải là cái này gai. Là cái xương rồng nó chính ở trên sa mạc nó là những cái xương rồng này. Còn đây là những cái hàng xóm của nó. Có cả hàng xóm ở trong bộ sưu tập. Trong cái dòng cây đúng không ạ? Nó gần không có gần gai. Nhau. Ồ, cái này hay này. Đây hả? Đây là một cây xương rồng không có gai. Trông giống củ su hào xương thu nhỏ. bé xinh. Nếu mà không giải thích không ai nghĩ đây là cây xương rồng cả. Đây, Lophophora williamsi. Là một cái giống xương rồng mà của Nam Mỹ đây. Nhưng mà cái cách chăm sóc của những cây xương rồng này thì có khó không ạ? Cái chăm sóc của nó thì với những tùy từng vùng địa phương mình, ví dụ như ở Hà Nội đây, chúng ta hoàn toàn có thể trồng được rất đơn giản, rất là... Anh hướng dẫn đi ạ. Ít đất. Làm nào trồng được những cây nhỏ nhỏ xinh xinh này mà nó không chết ạ? Cây xương rồng này muốn không chết thì trước hết nó cần có hai yêu cầu cơ bản. Thứ nhất là nắng, cái thứ hai và thông thoáng. Cái việc chúng ta trưng bày như thế này thì trưng bày trong nhà như thế này nó cũng không được lâu. Vâng. Khẳng định là như thế, tối đa là khoảng một tuần thôi. Chúng ta sẽ chuyển ra ngoài để cho nó hấp thụ ánh sáng và không khí và độ thoáng bên ngoài. Vâng. Thế còn trong cái cách xương rồng nữa là khi mà chăm sóc xương rồng từ tháng 4 đến khoảng tháng 11 nó là cái mùa sinh trưởng của nó. Thế trong cái mùa sinh trưởng của nó thì chúng ta cần có duy trì độ ẩm và ánh sáng tốt. Còn sau đó từ tháng 11 đến tháng 4 thì nó là cái mùa đông. Đối với miền Bắc này thì nó đòi hỏi cái nó là cái mùa ngủ của cây, nó không cần cái gì, không cần tưới nước, không cần làm gì hết. Có vẻ rất là đơn giản đúng không ạ? Và tôi thấy là anh Cương là người thực sự là như một nhà khoa học, rất là đam mê và biết rất là nhiều những kiến thức hay. Thế còn đến với cái vườn bảo tồn lúc nãy thì anh Nhật có nhắc tới
thì ở đó chúng ta sẽ có những cái gì và đây người đến tham quan thì sẽ được có thể ngắm thấy nghía một cái vài gì hình ảnh ở trên màn hình mà quý vị đang thấy đó, vườn bảo tồn của các anh. Thì khu bảo tồn của anh đầu tiên là bọn anh hướng tới là để chia sẻ cho mọi người tới tham quan và tìm hiểu tất cả những giống loài xương rồng đó. Và cái thứ hai là cái cũng là cái tâm huyết của anh em tạo ra những cái giá trị ở đó, như những cây xương rồng sống trường tồn đó. Là ở đây là bọn anh sẽ đang phát triển từ nay đến cuối năm sẽ chuyển hóa thành một trung tâm dạy kỹ năng sống cho các mầm non tương lai rất là hay. Khu bảo tồn xương rồng thì đến đây thì các bạn sẽ được học những cái gì, ví dụ như là khi mà vào khu bảo tồn chẳng may mà bị gai đâm vào thì cách xử lý như thế nào. Rất là thú vị đó. Rất hữu ích. Đúng rồi. Và tiếp theo là cây xương rồng có ăn được không? Có ăn được không nhỉ? Thế là có ăn được không vậy? Hoàn toàn có thể ăn được. Và rất là nhiều những cái điều mà khiến cho các bạn nhỏ tò mò. Đến cả người lớn chúng ta nhìn những cái cây xương rồng nhỏ này cũng thấy rất là dễ thương. Chúc cho cái niềm đam mê của anh Cương và anh Nhật sẽ cùng với những người bạn của mình sẽ liên tục phát triển. Và trong một dịp gần nhất chúng ta gặp lại nhau thì lại được nhìn thấy nhiều những giống cây thú vị của loài xương rồng này hơn nữa. Xin được cảm ơn các anh đã đến với Cà Phê Sáng ngày hôm nay.